kill. Ôi em ơi, bình tĩnh nào GTA. Tôi ngu thì kinh doanh gì chứ biết sao được. Be patient. Còn 12 người à? Ôi, tôi chết rồi. Chút
cứ nói nhìn nhảy nhảy nhìn nhảy nó liên quan đi đi ngơi cái á chứ anh nghĩ đấy không mẹ chửi mà mẹ em bảo anh ngồi đúng chân đấy ăn cái gì đâu mẹ không biết là con gái mẹ ngồi mẹ em thấy em ngồi đúng chân mẹ làm đập chân em này tao lòi thằng ấy được cho anh đứng xem con cá nó khỏe thế nào. Quay kim này này. Dạ. Không em trận này chơi đam luôn á. Đèn và đúng ngày đèn luôn. Tôi bảo rằng kết thúc luôn đấy. Và mẹ anh đen rồi. Mẹ anh mẹ anh nhử đấy. Nhường đấy.